À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Totoro Tuyên Quang. Và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của mấy anh Lycolae nhai Zetsu Amte của cái tộc Slaver. Và cái vùng của cái tộc này bị ngày nay là thuộc Ukraine. Ở tập trước để xem nào, mình cũng đã tiếp tục cái chính sách ngoại giao đu dây và lợi dụng thời thế để có thể kiểm soát được cái vùng Constantinople này, Thasia. Trong đó có thành Constantinople, một trong những thành phố có thể nói là lớn nhất của chiến dịch này, của phiên bản này. Và giờ đây thì chúng ta đã kiểm soát được khu vực phía châu Âu rồi, bán đảo Hy Lạp. Chúng ta còn thằng này thì nó hiện tại nó cũng khá thân mình đấy. Đây, nó đang chơi mình. Kế hoạch thì mình chưa biết khi nào thì đánh nhau với nó, nhưng mà nó với thằng Hung Nô rất thân thiện. Bây giờ thì mình đang phải lo lắng thằng Hung Nô, mỗi một bước đi đều phải lo lắng. Các hiệp ước với Ostrogoth mà nó ghét. Hôn nhân ngoại giao với Ostrogoth bị trừ điểm ngoại giao. Thằng khỉ này. Bây giờ mình sẽ phải duy trì điểm ảnh hưởng với Hung Nô đã. Bây giờ là phải tải tăng lên. Có lẽ mình sẽ đề nghị cùng tham chiến chống lại một phe nào đấy của Hung Nô. Ví dụ như thằng này. Và lôi nó vào cuộc chiến này xem nào. Our warriors hunger for battle, blood and glory. Shall we attack this feeble? Rồi, cũng được. Nó đòi ít tiền. Thì xem nào. Bây giờ chúng ta sẽ phải chiến tranh tiếp với các kẻ thù của nó. Đâu đấy? Chiến tranh với hôn nhân với Hung Nô, chiến tranh với Burian cộng 2 điểm. Tốt rồi, là thằng tận trên này mà lãnh thổ mình ở đây. Thằng này chưa chiến tranh với Hung Nô. Nó chiến tranh với thằng này à? Nhưng mà vùng trên đấy thì mình cũng có quân rồi mà. Trên này mình cũng có quân đồn trú ở đây rồi. Hơi thiếu lính rìu một tí. Với lính spi nhiều như này thì không sợ. Cộng với lực lượng quân đồn trú khá đông. Được. Ăn được. Thủ được. Không sợ. Nếu mà lo lắng thì có thể tuyển thêm mấy thằng kỵ binh nữa. Đúng rồi. Phòng thủ chắc phương Bắc luôn cho anh. Thế lấy lòng Hung Nô thật là mệt mỏi. Và bây giờ thì xây cái gì nhỉ? À đây rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục nâng cấp nhà cửa lên đã. Để mình xem tình hình thế nào. Đây, xây cái công trình này lên để nó tăng nhanh cái tốc độ nghiên cứu khoa học này. Cái này để nó tăng tiếp cái độ tăng trưởng. Ở đây thì sắp xây thêm một cái ruộng nữa đi, để vùng này khá thiếu lương thực. Rồi ok, tạm thời thế đi. Vùng này đập lốt cái công trình này. Chúng ta sẽ xây công trình khác. Vẫn phải duy trì cái điểm ngoại giao với thằng Hung Nô đã. Đến một lúc nào đó thì cũng có thể chúng ta sẽ chiến tranh, nhưng chắc chắn là chưa phải bây giờ. Và một cái nữa là mình sẽ muốn mua thêm các cái đơn vị quân. Đây, đội quân này, đội lính này này, xuất sắc trận sát thương tầm xa, đó một cái rất mạnh của bọn này, và xuất sắc giáp, nên đời cuối nó còn có xuất sắc chống kỵ binh nữa. Và với cái chỉ số như vậy thì nó rất phù hợp cho các đội quân này thiên về phòng thủ. Nó khá mạnh, nó là bộ binh hạng nặng. Đúng rồi, bộ binh hạng nặng đấy. Mình cần những đơn vị này để chịu đòn tốt. Trong khi mình chưa có đội lính nào khả dĩ hơn. Tạm tạm thế, bây giờ kinh tế của mình rất mạnh. Mình có thể tạm thời
ổn định được rồi, nhưng xem tình hình chính trị à. Thái tử thăng cấp lên đây đã. À, thì cho mấy thằng này vào mấy cái chức vụ này. Ai thì cho mày chức vụ quyền lực cân bằng, như vậy là ổn. Cộng 2 trung thành, mình nghĩ ở cái mức độ này là ổn nhất. Có lẽ là tạm thời này là ổn, mình sẽ qua lượt đã. Đối với An Tây, mỗi một lượt đi các bạn đều phải tính toán một chút. Đừng vội vàng, kẻo thua đấy. Mọi lượt đi cần đều phải có sự tính toán. Chỉ cần một sơ hở, một cái động thái gì đó mà khiến Hung Nô bất không hài lòng thì có thể chúng ta sẽ gặp rắc rối to. Sự là như vậy. Chỉ cần một động thái gì đó mà Hung Nô không hài lòng, chúng ta sẽ gặp rắc rối. What the hell? Ái giả ơi, quân bộ của nó thì cũng không có gì ghê gớm đâu, nhưng mà sao nó lắm pháo hạm này. Chuyện này auto thì cũng thắng này nhá, nhưng mà chắc là thiệt hại nặng. Mình ngán nhất là đội pháo hạm. Thôi được, thử làm trận xem nó tình hình như nào. Ôi, địa hình thảo nguyên, bãi cả trưởng. Với cái đội hình này chúng ta bị trừ rất nhiều về sát thương, về tấn công cận chiến, phòng thủ cận chiến. Để mình xem nào, cái vùng này thì ai già trời nắng đẹp, chắc chắn nó sẽ đổ bộ ở đây. Vậy thì bây giờ chặn cái lối này lại thì nếu như vậy thì nó sẽ không đi được vào đây, hoặc nó phải phá, nó đi vòng ra đường này. À, mấy thằng chó chết là mà. Chúng nó có lối nào để đi vào không? Tại sao không chặn được ở cái khu chỗ này nhỉ? Khu chỗ này đúng ra có cái lối chặn đi vào thì tốt không? Nó sẽ dồn hết lên đây, nó đi vào đây. Nó đi vào đây thì bây giờ mình đâu có cách nào chặn đâu. Chặn ở đây thì khả năng cao bị pháo hạm nó lã cho vỡ đầu. Nếu như vậy thì mình sẽ phải có những đơn vị quân nào đó đứng ở trên này và... thật là lan giải nhỉ. Chặn đây đã. Dồn tất cả quân địch nó vào đây à? Chắc vậy. Thôi được, để từ từ xem tính sao. Spearmen ready for battle. Đúng ra đây. Nhử pháo ở đó. Spears. Chắc cần đến hai thằng nhử pháo. Chắc là vậy. Chỉ cần 3 thằng thôi. Rồi, một thằng đứng ra đây. Mình cần tiếp viện. Spears ready. Đứng như thế này thì chưa chắc đã chống được. Hai thằng thôi. Cần thì bổ sung đơn vị kia nó ra sao? Đây. Warriors eager for blood. Thằng này cứ đứng đội hình giãn cách nha. Kỵ binh thì chúng ta sẽ sử dụng lần lượt ít thôi, không cần nhiều. Đứng ở đây. Tướng của mình chắc phải cho đứng ở đây cho an toàn.
Đừng lấp chỗ này này. Phá hạm nó có bắn được thì cũng rất khó. Đây nữa. Hút pháo ở đối phương. Đây đi. Rồi. Trèo lên bờ cho anh. Look on the horizon, reinforcements. Nhìn kia ở phía xa quân địch đang tiến tới. Cứ tiếp viện nào. Không sao. Trận này bộ binh của nó thì đúng là mình không sợ thật nhưng mà. Nhưng mà. The enemy should know when the odds are hopeless. Ra đây cho anh. Nhưng mà pháo hạng của nó thì mình đang lo đấy, bởi vì là mình không cách nào chống được pháo hạng nó. Có lẽ mình sẽ sử dụng từng đơn vị kỵ binh một để tấn công chúng nó. Đám còn lại thì sẽ được đứng phòng thủ rồi. Ra đây, ra đây. Đứng đấy nhớ quay pháo nó bắn được. Bên trong có đội kỵ binh nữa ở đây. Hai thằng sốc từ hai hướng. Khả năng thì pháo hạm nó cũng không bắn xa được lắm. Cứ như vậy. Đứng ở đây cho chắc rồi. Lancers! We hunger for blood and battle! You have our spears! Move it! Kinh quá nhỉ? Rất đông pháo hạ. Nó bắt đầu đổ bộ rồi. Chưa nhìn thấy chúng nó vào từ hướng nào. Thành này vẫn đang là thành của La Mã bởi vì mình chưa sửa chữa xong. Sau khi sửa chữa xong thì chúng ta sẽ biến cái vùng thành này thành chuồng chó theo cách gọi của một cái bạn nào đấy. Bị sụt lún hỏng rồi. Nó bây giờ vẫn đang là kiến trúc của La Mã nên là cũng vẫn khá đẹp. Chả hiểu chúng nó đang làm gì. Chúng ta chơi độ khó huyền thoại nên mình cũng không thể zoom được hơn nữa, chỉ đến đây thôi. Nhưng mà chắc chắn là chúng nó sẽ đổ bộ vào bờ biển này rồi. Bởi vì đây là lối duy nhất nó có thể đổ bộ mà không cần phải tấn công các tường thành của mình. Nhà cửa cũng bị cháy hỏng khá nhiều. Hay quá nhỉ, pháo hạm nó đổ bộ à? Đúng rồi, đổ bộ đấy. Mình đang mong bọn pháo hạm này nó đổ bộ. Không nó lã cho mình vỡ mồm. Mình chặn cái lối này rồi thì nó không còn nhiều lối để lên đâu. Tiếp viện ở đây nữa này.
bộ binh của nó thì chắc là cũng không gớm lắm đâu. Ta bị tấn công à? Hay quá, rất nhiều thuyền pháo nó đang đổ bộ. Thôi cố gắng nhẫn một tí vậy, càng nhiều thuyền pháo đổ bộ càng tốt, nó sẽ đỡ bị, tấn công. Hay quá, chúng nó lại chạy ra à? Phá tường thành à? Phá hàng rào à? Nó bị tháp canh tấn công. Kệ chúng nó, dụ cho thuyền pháo nó đổ bộ bớt đi. Ôi da, hải quân của La Mã. Sao đông dữ vậy? Còn rất nhiều thuyền pháo nữa. Rồi chưa vào, chắc nó không quan sát thấy mình bởi vì mình lấp mà. Mình ẩn nấp. Mình đứng ở đây khuất tường nó không nhìn thấy. Mấy cả chắc nó đang đợi quân đầy đủ nó mới vào à. Chỉ cần đội thuyền pháo nó đổ bộ hết nữa là xong. Mình đang lấp, nó không nhìn thấy. Phá binh La Mã thì không sợ, chuyển phá của nó rất cùi. Cứ để cho, đúng không? Vẫn còn thuyền đầy đủ vào. Nó còn chưa tới cơ. Đúng rồi, đám này đổ bộ hết đi. Ôi, nó bắt đầu bắn chứ nó không đổ bộ à? Bắn vào đây à? Vãi trưởng. Phát hiện ra mình rồi. Một thằng chết. Phá mình La Mã này, diệt luôn. Nó không ba đổ bộ nữa mà nó bắn mình rồi. Vãi, cũng không có cách nào để chạy cả. Nó đây nó, nhử nó sao nào. Nhử pháo binh của nó ra. Sốc kỵ nó đạp cho thì bọn này mất tinh thần nhanh thôi mà. Một phát. Được rồi, rút ra em ơi. Đạp cho 2-3 phát là cho nó đi. Cái khỉ gì đây? Sốc kỵ thì không nên đánh cái tầm gần này. Dụ bọn nó ra đây. À, pháo bã lã. Ngon thì ra đây. Cố chịu đòn đi. Cố chịu đòn, đứng vào đây, đứng vào đây. Chúng ta đứng đội hình giãn cách để hút pháo của nó đó. Còn mấy khẩu pháo nữa nó chưa chịu đổ bộ. Đó kìa, tấn công tướng của mình kìa. Thằng này liều thuốc cho trái tim rồi. Enemy troops have reached the walls. Kệ nó. Raiders.
nó chưa làm được gì đâu. Pháo quân của nó, pháo binh của nó cũng chưa làm được gì mình. Chạy ra đi. Chúng ta vẫn đủ quân để có thể phòng thủ. Mình thấy nha, đội sốc kỵ rồi, vào đây. Pháo hạm nó không chịu đổ bộ à? Bắn vào đây cho anh. Lính nó cũng cùi nữa mà, có mạnh gì đó. Anh em cứ bình tĩnh đi. Nó vẫn rất nhiều pháo mà nó không bắn à? Bắn đây. Ngon thì bắn đây. Sốc cho nó tát. Tấn công. Vãi cả trưởng. Con lại rút ra cho anh. Pháo của nó bắt đầu lã rồi. Lã chết bộ binh của nó. Ngu lắm con ạ. Bắn đấy. Khó thì bắn pháo anh ấy. Thế quái nào mà bọn này tinh thần yếu thế. Chúng ta vẫn còn quân dự bị đây mà. Pháo hạm nó đông nhỉ. Dụ được mấy thằng pháo hạm đến lên nốt thì có phải ngon không? Chắc hơi khó. Breaking off. Sống chết mẹ giữ được thằng tướng này đó. Độ sốc kỵ của mình, tinh thần chiến đấu tệ quá. Đạp cho nó phát. Cố gắng lên, chúng nó đang mất tinh thần rồi. Vãi thật quân đội của mình. Rồi xong cả thằng tướng nó rồi. Rút tay mày. Nó phải đổ bộ thôi. Chúng ta vẫn còn một đạo ngựa đây, không sợ.
cần có thể sốc. Tướng của chúng ta vẫn còn, nó vẫn còn hai đạo phun này. Không thì vấn đề gì, chúng ta vẫn có khả năng phòng thủ tốt. Chế tầm bắn của pháo binh đối phương. Còn mấy khẩu pháo cũng chưa đổ bộ luôn. Mấy thằng tuyệt phá này thì không sợ pháo binh La Mã à? Không sợ. Ngon thì vào đây. Vẫn không chịu đổ bộ. Vẫn không chịu đổ bộ. Chẳng vì lý do gì tự dưng chạy đấy. Bực thật. The men are running. Stand and fight, damn you! Gotcha. Mấy con ngựa này làm anh hơi bực mình đấy. Đứng kiểu này là pháo hạng của nó không tấn công được, đúng rồi. Mấy thằng quẩy đá này cũng không quẩy được. Mấy con ngựa này bực mình ghê nhỉ. Tinh thần chiến đấu khi phòng thủ là rất yếu kém này. Chạy lốt à? Chịu chết. Gì đây? Đám bỏ chạy hết cả. Nó cũng không dám vào đâu. Quân nó cũng hết rồi. Bình tĩnh. Ăn bọn này cho anh. Yên tâm, chúng ta còn quân dự bị ở đây mà. Một thằng chạy lên đây cho anh. Thằng này nữa, xuống đây, ăn luôn. Không sợ. Chết bọn này luôn. Còn mấy cái thuyền pháo à, hết đạn rồi. Mày bướng với đại tướng à? Thế còn một thằng này đứng ở ngoài đây làm gì? Hết quân rồi. Còn mấy cái thuyền phá thôi. Anh giải đội kỵ binh của mình.
xong. Thế đấy, thì bảo vệ đội kỵ binh này không là... Rồi, không đổ bộ thì cần làm gì? Bắn ai nữa bây giờ? Nó không thể quan sát được nữa đâu mà. Đúng là một trận đánh cân lão. Mình phá nó đổ bộ thì mình hoàn toàn không sợ luôn. Đây còn một chiếc này, sao nó không đổ bộ nhỉ? Rồi xong. Hay nó bị kẹt cái gì mà nó không vào. Tất cả anh ơi, xử. Đỡ kỵ này của mình gớm nhỉ. Ui, nó tông ra gì đấy. Một thằng nữa. Trận này nó không chịu cho cái thuyền cái đổ bộ à? Bọn này trên lầy nhỉ? Chơi hết giờ thì mình cũng thắng rồi, chả sao cả. Mình là phe phòng thủ mà. Nhưng mà nó mà đổ bộ lên mình có thể chiến thắng một cách dễ dàng hơn chứ. Đỡ phải chờ. Con thuyền chết bầm kia lên bờ, lên bờ xem nào. Nó không chịu vào này. Chơi lầy thật. Kinh đội kỵ binh này. Lên rank ác không? Khỉ. Mình có thể thắng chứ chả? Hoàn toàn thắng được luôn. Nó chỉ lầy, nó cho thêm mấy cái thằng này vào đứng ở ngoài này. Nó đổ bộ thì nó cũng chết teo, sống không sao được. Mấy thằng La Mã bẩn bựa này. Nó nhiều thuyền pháo quá. À, mình chơi kiểu này để hết giờ à? Không được đâu. Mấy thằng La Mã này. Không chịu tấn công. Cái thành này mình cũng chỉ nhìn được ở cái lượt này nữa thôi. Lượt sau là chúng ta sẽ bị thành cái thành của mấy anh dợ ngay. Ai nào có buồn nước. Nhà cửa rõ đẹp.
Mấy thằng La Mã chạy ra đây bỏ chạy bị tháp canh bắn chết à? Có thằng chui được ra ngoài rồi chết. Các khu dân cư. Khu dân cư liền tường thành. À, thằng La Mã một bựa đấy. Chịu vào thật à? Tướng của mình vẫn thủ một trận ngon lành đấy. Cận vệ của lãnh chúa. Tay cầm khiên, tay cầm rìu. Speed này thì yếu nhưng mà nói chung vẫn chịu được nhiệt. Đây là speed đời 2, lên được speed đời 3 thì nó khá hơn tí. Thằng bựa thật. Đội kỵ binh này của mình sốc ác thật. Làm cho vài phát lung lay chịu thương vong cao á. Nhìn mấy anh Slavic này ăn mặc chán thật. Thằng La Mã này chơi lầy nhỉ. Còn một cái thuyền không cho vào đứng câu giờ mình. Chỉ một lượt nữa thôi, lượt sau thôi là cái thành này biến mất. Trở thành cái chạy chó đúng không? Thành của mấy anh dợ chán thật. Nói chung là Slaver này, hay là mấy anh người Anh, người Đức, người Nga. Giai đoạn này thì trông nó cũng chả khác thành, thì nó rất là chán đời. Mấy anh Sugo thì nó vẫn là thuộc La Mã, nên là khi tách ra, hay là nước Anh cũng thuộc La Mã ấy, khi tách ra nó vẫn mang các cái thành trì của La Mã. Chứ còn mấy cái ông không nằm trên đất của La Mã thì chán lắm. Sugo này, Britain này, hay là Tây Ban Nha, Hispania đấy, khu vực Tây Ban Nha thì khi nó, kể cả khi mà nó nổi loạn lên thì nó vẫn là quân La Mã thôi, vẫn khá mạnh. Chúng vẫn xây các cái công trình như này. Nhưng còn nếu mà để cho mấy anh dợ anh chiếm được, nhưng mà Slaver này, mấy anh Du Mục này, mấy anh Đức này, hay là mấy anh Scotland ấy, thì biến thành cái thành giống như kiểu Langoba hết. Chơi lầy thế. Cái thành phố này là thành phố cấp 2. Nếu nó lên cấp 3, cấp 4 thì nó sẽ có thêm tường thành và nó rộng hơn, đẹp hơn.
Thực ra cái trận này nếu như chúng nó không có pháo thì mình đập chúng nó dễ không. Nó có pháo thành ra mình cứ phải cho quân thủ khắp lời. Mấy kỵ binh thương dài của Hung Nô ấy. Đây là kỵ binh đầy đầu của Hung Nô. Sốc kỵ đầy đầu của Hung Nô. Trang bị khá là thô sơ nhỉ. Đầy đầu nó không có giáp giết cho ngựa gì cả. Đây là đội cận vệ lãnh chúa này, mà ăn mặc trông cũng chả khác gì mấy thằng nông dân. Ờ, được cái giáp dày hơn tí, nhưng mà bọn này nó cứ đeo cái gì ở trước ngực này, hai miếng tấm sắt ở trước ngực này. Mặc thì mặc hẳn cái áo giáp vào, lại mặc những cái hai cái tấm đấy thì ăn thua mẹ đi nhỉ. Khiên thì khiên gỗ. Cầm cái khiên giống khiên của La Mã phết. Cầm cái loại khiên này thì nó to bản như này thì nó khả năng phòng thủ tốt, nhưng mà nó sẽ không cơ động. Bạn cung này nó không bắn tên độc được. Nó toàn áo vải. Cung này nó chỉ là cướp biển bắn cung. Hỏa. Hoa là hoa thế nào? Chúng nó dẹo hết rồi. Ôi thuyền pháo nó bắn mình chết nhiều thế nhỉ. Mấy cái thằng La Mã nó trèo lên là mình diệt cả hai đạo của nó rồi. Hòa con khỉ chơi bẩn bựa. Ascum ở đâu ấy? Phía dưới kia kìa. Thanh niên đấy định đi chiếm lại thành của mình à? Cái gì này? Sao cái thằng chính khách, thích ngoại, giả trung thành, ham mê, có con hoang. Đúng là cái thằng con hoang. Đây là con chính thất của chúng ta này. Tất cả đều màu xanh luôn. Mấy thằng con hoang thì hay có chỉ số xấu. Thống đốc này quá đẹp trai. Sau một lượt khá vất vả, chúng ta sẽ lại ai giờ. Nó phá hỏng hết nhà mình à? Chả cần
Quân đoàn này không mua thêm quân làm gì cả. Đây đã. Xem nhà cửa này. Mình xây dựng gần hết rồi mà. Đây. Mỏ vàng này. Tốt nhất là cứ lên tường thành cho nó chắc cờ. Đây rồi. Xây công trình cộng đồng. Có hai cái cảng cá thì không sợ thiếu lương thực đâu. Dị giáo La Mã. Khử lốt hai cái hạm đội này của nó. Toàn quân. Hay quá. Tớ này lên cấp à? Trận chiến ở đây vẫn chưa xong. À đây thằng này nó chiếm được cái cả này rồi. We offer you honest welcome. Speak, friend, and hopefully later we will drink to seal. Mấy thằng phía nam này có vẻ chưa thân thiết được lắm rồi. Mấy thằng Pontus này nó cũng không ưa mình lắm. Chả hiểu kiểu gì. Quan trọng nhất vẫn là anh Hung Nô này. Thả quân La Mã. Thằng Ostrogoth này. Hết tiền. Bây giờ mà tấn công thằng Ostrogoth này thì nó sập tiệm luôn à. Move out. Chuẩn bị lực lượng đã. Tiền của mình bây giờ khá khá rồi, nhưng năm mình đang chuẩn bị mua quân đấy. Đây này, có lính này. Đội này chưa có. Ready for orders. Chỉ cái mỗi hy vọng anh Hung Nô anh đừng có dở quẻ. Phía Bắc thì có lẽ tạm thời bây giờ mình cứ phòng thủ đã, mình sẽ tiêu diệt đảo Ý trước. Một trong những cái vùng đầu giàu có và nhiều tài nguyên. Nếu có điều kiện thì mình mới tiến đến phương Bắc. Nếu không thì cứ loanh quanh ở dưới này đó. Nhiệm vụ của chúng ta này là xây đền thờ chứ có phải đi chiếm đất đâu mà.
Phe này nó gần hết quân rồi mà nó vẫn đưa được mấy thằng đi làm loạn giỏi nhỉ. Nhưng mà vấn đề bây giờ là quyền lực của mình khá lớn như này thì liệu thằng Hung Nô nó có không ưa mình không nhỉ? Kích động bất hòa. Kích động bất hòa. Phải xây cái nhà thờ đã, bởi vì là các cái vùng này không có nhà thờ thì nhiệm vụ của chúng ta phải tăng được cái vị giá Slavic của chúng ta lên 70%, mà bây giờ mới có ba mấy phần trăm này thì đến bao giờ? Chiếm thêm đất thì cũng không có vẻ lợi gì cả. Con này thì không sợ, nó không đánh được ai luôn. Cái vùng này à, căng nhỉ. Bây giờ mình cũng phải tăng cả dị giá cái đền thờ lên để nó tăng cái vấn đề văn hóa này. Thành này vẫn chưa đủ sức phòng thủ. À đây rồi, có quân gác thành rồi. Mình đang nghiên cứu cái gì nhỉ? Cái gì mà còn 3 lượt nữa xong? À đây, giờ binh Perrin đang làm các quân đội. Đội này à? Đội này nữa. Được, để xem tình hình nào. Cứ phải có thêm quân đội đã. Thống đốc. Thằng Ostrogoth này nó đưa quân hết sang khu vực bên này để nó đánh nhau với thằng La Mã rồi. Mình sẽ kiểm soát bán đảo Hy Lạp. Bây giờ tại sao chúng ta chưa nên đánh nhau với Hung Nô? Bởi vì Hung Nô nó sinh ra trên đất của chúng ta các bạn. Nếu bây giờ chúng ta chiến tranh với Hung Nô thì các quân đoàn Hung Nô sẽ được hồi sinh và nó sẽ sinh ra ngay trên đất của mình. Và lúc đó thì chúng ta sẽ mất toàn bộ căn cứ luôn. Vì chúng ta đâu có quân phòng thủ ở nhà đâu. Chiến tranh với Hung Nô đúng, chỉ khi nào Attila chết thì các cái quân đoàn nó mới không được sinh ra thêm đâu. Còn bây giờ chúng ta cứ tiêu diệt một quân đoàn Hung Nô thì nó sẽ lại có một quân đoàn Hung Nô khác được sinh ra. Hiệp ước giao thương à? À ok. Tưởng gì chứ, đề nghị làm ăn thì ok. Vì hạn làm việc đã hết. Ủa, thằng này nó mua phát lắm quân thế. Get to it, man!
goddess blesses you. How can I help? Like the old, our roots go deep. Chưa yên ổn được. Cái vấn đề vệ sinh vẫn là vấn đề đau đầu. Lương thực thì không lo lắm, vệ sinh dịch tễ chết lên được. Cố gắng chơi được với mấy thằng ở phía đông. Suy yếu. You are welcome. But that welcome can become a fail. Cái quái thì này, La Mã với thằng này rất thân thiện. Chống lại Quarian, Capix, Ante, những xâm phạm chống lại Ante. Cướp bóc và tỏa cả của Ante. I have called for good wine to ease your throat and ripe women also. Có nên không nhỉ? I have called for good wine to ease your throat and ripe women also. Một cái cuộc hôn nhân chính trị cũng sẽ là một cái điểm tăng rất tốt cho Hung Nô đấy. Chưa được đâu, phải phát nữa. Đáng kể. Thêm một thanh niên nữa có vợ. 26 tuổi. Tốc độ di chuyển trên trận chiến cho... Tốc độ di chuyển trận chiến cộng 3% cho đạo quân chỉ huy. À, cũng được. Có hai đội dìu kìa. Đội này vẫn hơn chứ nhỉ? Cứ để đấy. Thirsty for battle. Căng lắm. Bây giờ quyết định đánh thằng Ostrogoth cũng là một quyết định rất là nguy hiểm. Mình cần phải tính toán kỹ đó. Mình nghĩ mình cần phải có một sự tính toán kỹ. Có nên hay không? Có nên hay không? Bởi vì nó bên này nó chỉ còn một thành. Để chiếm thì nó chỉ còn một vài thành rất là nhỏ thôi. Vậy đó là không khó. À, nó đang có quân nổi loạn đây. Có thể là đợi một vài lượt nữa nó cho cái vùng này nó nổi loạn lên thì mình chiếm tiếp nốt cái thành nổi loạn này đã. Chiến tranh là không thể vội vàng, chúng ta cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Người La Mã có một cái câu rất là hay mà mình rất là thích, mà mình sẽ áp dụng rất nhiều trong các cái chiến dịch của mình, đó là: nếu muốn có hòa bình thì hãy chuẩn bị cho chiến tranh. Chúng ta, các bạn có thể thấy mình chuẩn luôn luôn chuẩn bị cho chiến tranh, khi mình luôn luôn có các cái lực lượng kinh tế, quân sự, chính trị, tất cả mọi cái chuẩn bị cho chiến tranh, nhưng mình lại luôn luôn chọn giải pháp hòa bình để giải quyết vấn đề. Đó là cái có thể gọi là tấn công cái thành này của mình à? Ai nào có xe bắn đá
Để xem nó giỏi cỡ nào. Kể ra chỗ này mình làm thêm một thằng tướng nữa thì cũng tốt đấy nhở. Mình tiếc là mình lại không có tướng. Xe bắn đá của nó thì chắc không ngại lắm. Bộ binh của nó thì cũng thường thôi. Được, để xem là bọn chúng nó mạnh cỡ nào. Có mấy khi mình được thủ thành đâu. Bây giờ mình đang chơi đoạn chơi phòng thủ như này thì như nào. Thành lập thêm quân đoàn. Bây giờ chúng ta lại chưa có đủ bao nhiêu tướng mạnh để thành lập. Bây giờ à, thành này thì ngon rồi. Bên này nó có xe bắn đá này. Đúng là cái thành. Cái gì nhỉ? Nó bảo là cái gì? Chạy chó à? Ờ thì chạy chó vậy. Be on guard. Missile warriors. Để mình xem cái chỉ số của nó thế nào này. Phòng thủ cận chiến âm 8. Tấn công cận chiến bằng 0. Vãi cả trưởng. À bình thường thì nó không âm đâu, nhưng mà bởi vì khi phòng thủ các cái đơn vị này nó bị trừ rất nhiều, trừ cái điểm các cái chỉ số xuống. Khi các bạn chơi thủ là thì nó sẽ bị trừ. Thế nên là nó mới có số âm như vậy. Còn chứ bình thường làm gì có đơn vị nào quân bị âm chỉ số bao giờ. Đúng không ạ? Đấy. À tường rào thì mình sẽ không đặt ở đây mà nó đặt ở đây. Đặt ở đây để ngăn không cho nó đi vào cái hướng này. Đó thì mình sẽ chỉ thủ ở hai cổng này thôi. We'll kill them all. God. Cái đường này nếu mình chặn ở đây thì nó làm gì có lối đi vào nhỉ? Nó vòng ra đây nó vẫn vào được. Thôi được. Chặn ở kia là hợp lý rồi. Đội diều này thì đợi xem là cung của nó tiến ra hướng nào thì bắt đầu cho tấn công. Mệt nhất là nó có mấy cái xe bắn đá thôi. Ôi, bắn một phát sập tháp canh luôn. Vãi cả trưởng. Mình còn chưa bao giờ bắn được như thế. Hai xe bắn đá này thì ở rất xa. Chỗ này không hữu dụng lắm. Rồi tên độc bắt đầu bắn. Chúng phải tên độc thì bọn này. Bên này nó có đội rìu à? Sao phải cho đội rìu mình ra đấy thật. Warriors eager for blood. Gotcha! We'll kill them all!
Trời ơi, bị trúng tên tẩm độc. Chết gần hết. Vào được đến nơi chắc chết gần hết. Tướng địch đã chết à? Tướng còn đầy quân này mà chết à? Chết vì chúng độc à? Ngu đòn. Rồi bên này nó có đội rìu cho chúng độc chết bớt thì đó. Tâm đi, cung nó bắn kiểu cầu vồng này thì không sợ lắm. Mấy thằng này đi vào đây thì mấy thằng này nó ném cũng đủ chết rồi. Chúng độc cho con, sổ chúng độc mà chết. Hoảng sợ rồi, hoảng sợ trước sức mạnh của mình rồi. Mất tinh thần rồi, chúng nó mất tinh thần rồi. Cứ bình tĩnh, bọn này chạy hết rồi, chúng độc chết hết mà. Anh làm sao được với cung độc Slaver? Bị phải những mũi tên tổng độc của chúng ta, chết dần chết mòn hết. Cứ chúng ta đang bị cháy à? Đành chịu thôi, biết làm sao. Đứng đây đi em ơi. Chúng độc chết chạy gần hết à? Dồi ôi, đứng ở trên tường với thủ này thì sợ. Ôi sao mà chúng ta lại từ cho thằng rìu sang đây đó. Rìu nó ra đây rồi. Bên kia nó hết bộ binh rồi. Ủa. Thằng đánh lính này của chúng ta tinh thần chiến đấu yếu quá. Our men are wavering. Bình tĩnh đi, chúng nó dạo gần hết rồi mà. Our men have given up and are running for their lives. Ủa. Còn hơn trăm thằng bỏ chạy. Ôi rồi. Đùa bọn này đấy. Giết nó cho anh. Cổng bên này hết bố rồi nó. Ok. Nhưng thua một cách ngớ ngẩn đấy chứ. Chạy rất vớ vẩn đấy. Đúng rồi, nó chạy hết rồi. Cái vùng này chưa xây cái đền thờ nên nó chưa có hỗ trợ cuối cùng. Đá nó đang quẩy vào à? Nó bắn cái quái gì thế? Xong rồi. Quân nó hết rồi, còn mỗi mấy cái xe bắn đá thôi. Mấy thằng quẩy đá này thì không dám vào, cứ đứng lượn lờ ngoài đấy. Được rồi, đứng đây đi. À, nó quẩy mấy thằng bỏ chạy của mình. Quẩy đây. Bắn
cho hết đạn đấy. Lung lay. Chết lột. Còn mấy đội xe bắn đá. Toàn bộ đạo quân đã bị tiêu diệt. Ready and eager. We hunger for blood and battle. Chưa vào tầm bắn thì có thể bắn được cái đội quỷ đá không? Nó còn mỗi mấy cái xe bắn đá nữa mà nhỉ? Ngon thì vào ăn đấy. Tử ăn với anh Slaver dễ à? Chúng độc và chết. Chỉ cần bộ binh của chúng ta trụ vững thôi là chúng ta có thể giải quyết được hết. Bộ binh của chúng ta mà chịu đòn kém thì không ổn. Bỏ chạy thì không ổn. Còn nếu mà nó cứ đứng được, trụ được thì không phải sợ. Thế trận đã ủng hộ chúng ta, đương nhiên. Hăng hái. Bọn này chết. Chúng tiên độc chết dần chết mòn. Hiện cái đầu lâu liên tục như này thì không sống được lâu đâu. Những cái mũi tên màu xanh. Cái gì đấy? Lã pháo vào mình à? Thằng này hết tên rồi. Chạy đây. Thử vào pháo vào chạy. Để ở đây đó. Nó còn quân quái đâu mà phải sợ. Còn mấy cái xe bắn đá. Cung độc Slavic thì càng nguy hiểm. Mặc áo vải đến nay. Ô, tết tóc đẹp thế nhỉ? Không mấy anh Slaver này tết tóc đẹp thế. Đầu lại còn hói hói nữa chứ. Ôi dồi ôi, nghĩa trang của chúng ta ở đây à?
đền thờ, cục đá linh thiêng. Tách ra không kéo chết chùm. Đang bắn vào mình. Mà chúng ta chơi được giãn cách thì nó cũng chết ít. Không sợ lắm. Hết đạn rồi. Xong. Giải tên độc và nó cho anh. Rồi, nó bắn độc nó đã. Xong à? Một chiến thắng anh dũng cả. À, ngon, ngon thì vào đây. Thấy chưa? Cung độc Slaver chả giết được thằng nào cả. Toàn không không hết này. Đấy. Nhưng đó là số rất ảo. Trong khi chủ lực tấn công nó, bọn chúng nó chạy hết, mình không bắt được mấy nhỉ. Đưa quân lên tiêu diệt nốt cái thằng Rapid để đi, cho nó xong việc đi. Bây giờ mình chơi ổn định lãnh thổ như này cũng không ổn, phải đi giúp thằng, phải đi đánh nhau cùng với thằng Hung Nô thì nó mới thân mình hơn được. Chưa phải lúc để đánh nhau với Hung Nô. À rồi, ngon. Có thằng đánh hộ mình rồi. Phe phái đã bị hủy diệt. Tốt. Là mình mất công để sửa cái thành này một tí xíu. Ai à, tiền của mình lên nhiều phết này. Nâng cấp công trình này lên. Đây rồi. Tiếp tục xây dựng các công trình. Ồ. Chờ đủ là mình phải xây ruộng, nếu không là cũng hết lương thực cũng đùa đâu. Bắt buộc phải xây đền thờ nhỉ. Căng. Lương thực của mình chưa đủ nhiều để có thể nâng đền thờ nhiều như vậy. Từ từ. Mọi thứ vẫn chưa được ổn lắm.
Mua thêm quân nữa. Quân đoàn của nhà vua thì cho lên đây đi. Con này đang mua quân dở đúng không? Xuống đây mua quân. Có khá nhiều thằng nó đang trên đất của mình. Hai thằng quân đoàn của thằng này. Không thể mua được ngựa nữa rồi. Hết tiền này. Xem nó hung nô thế nào đấy. Ây da. Mình với nó bây giờ vẫn đang là láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai. Tiêu diệt thằng Ostrogoth này. Tiêu diệt Ostrogoth. Cứ bình tĩnh. Động quân đã. How can I assist you? The shadows are friends. Moving unseen. Chiến tranh là không thể vội vàng. Một cái nữa là chúng ta chưa đảm bảo được an ninh khu vực phía nam khi chúng ta chưa thể ký được các cái hiệp ước với bọn đây thằng này. Này nữa này. Nó còn suy yếu này. Pontus này. Mà nó lại giáp lãnh thổ mình. Thằng này thì đấy. Nó chiến tranh với thằng gì đấy? Lam Kids. Mình không biết cái thằng Lam Kids ở chỗ nào nhưng mà speak your words. Mình đề nghị cùng tham chiến với nó. Và ký cái hiệp ước này à, chưa chịu à? Để tăng tiếp điểm ngoại giao nó lên đã. Welcome, honored emissary. Speak. Vừa phải, có nghĩa là chúng ta có thể đề nghị được. Nếu có thêm một tí tiền gọi là bôi trơn. Hơi ít. Châu Á này. In the name of the state, welcome. Speak as a friend or as an enemy. But... hiệp ước không xâm lược. My salutations. Chúng ta cứ phải có các cái quan hệ ngoại giao. Có thể là lượt sau mình sẽ bắt đầu lại phải dùng tiền để gây dựng các cái mối quan hệ ngoại giao. Mình cần có một sự đảm bảo ở khu vực phía nam. Chắc chắn là như vậy rồi. Chắc chắn là như vậy. Gây sự với mấy thằng ở khu vực Trung Đông này mệt lắm. Suebi mòn tận đây rồi kìa. Mình không nghĩ là Tây La Mã vẫn còn tồn tại được đến lúc này. Thật là vi diệu. Thằng này nó đóng cho đất của mình xong rồi nó à tốt rồi, chúng ta sẽ chiếm nốt cái thành kia thì hạn làm việc đã hết. Chúng ta sẽ lại phải bổ nhiệm một loạt các cái chức vụ mới rồi. Chúng ta sẽ bổ nhiệm cho cả các phe phái khác một chút, không là... thằng này trung thành có vẻ giả. Thằng
chỉ số nó rất là tốt. Thì ra bắt nó làm con nuôi thì cũng được. Tướng này ở đâu nhỉ? Ở đây à? À, chúng ta nâng cấp được cái giáo binh đời cuối rồi này. Máu nhiều hơn, phòng thủ cận chiến trâu hơn. Sát thương cũng cao lên rồi. Xuất sắc tấn công chống kỵ binh. Ổn đấy. Như vậy thì chúng ta sẽ chịu đòn. Truyền bá tôn giáo này, tăng vào cái truyền bá tôn giáo cho mình. Hoặc trước đã, để nó tăng cái tôn giáo của mình lên. 37 lương thực. Thiếu lương thực quá. Tiếp tục phải lâng vào cái nhánh quân sự. Kênh à? Chúng ta cần cái gì mới nâng cấp được cái công trình này lên nhỉ? Gỗ. Trước à. Đây rồi. Warriors all for the tribe. Thằng này vốn là quân của La Mã gốc. À, từ. Đến đây đã, để anh nâng cấp cái đám này lên đã. Ai da. Dự binh Perrin, ồ. Oh. Đính vàng rồi cả. Ai chà. Dự binh Perrin là mạnh lắm đấy. 143 máu. Ồ, oh, sát thương các kiểu cũng cao đấy chứ. Thảo nguyên rừng thưa. Công thành mình đã bị trừ điểm. Thế mới đau em. Còn đội này nữa. Đội này chưa nâng cấp được. Đội này thì lên. Ôi giời ơi. Màu vàng cơ à. Mùa vàng thì nó rất mạnh đấy. Chúng ta cần gỗ. Lực lượng địch. Nó có xe bắn đá, xe bắn tên. Khỉ thật. Cái làng của nó vẫn là làng cùi này. Trời mưa thì không ổn. Đánh trời mưa rất khó chịu. Đánh từ đây vào là dễ nhất. Ai chà, chúng ta có những đơn vị quân này đời cuối cơ à? Nên đến đời cuối rồi, dìu đời cuối rồi này. Bộ binh cận chiến đời cuối này, quán quân Perrin. Chỉ còn thiếu mỗi cái đội này. Đội này chưa lên đời cuối. Cung độc. Kỵ binh của chúng ta thì không có kỵ binh ngon.
Phá cái tháp canh này. Fire will không kiểu là chết con mình. The enemy should know when the odds are hopeless. Run! Xem lính đời cuối rồi mà xem có gì là mạnh không. Sao ăn mặc trông vẫn cứ giống như nông dân này. Cháy 42%. Ô không trúng à? Ừ, sao bắn đá của chúng nó kìa. Chưa được. We will pierce their hearts. We hunger for blood and battle. We'll kill them all. Riders, move on. Lắp đây chơi. Chào lên cao quá, anh nhìn thấy. Không để nó quan sát được. Chưa cháy 100%. Kệ nó thôi, chúng ta đang dùng đội hình giãn cách thì nó cũng không bắn được nhiều đâu. Rồi, cháy 100% rồi. Lã khẩu pháo đó. Đội cung của chúng ta bây giờ bắt đầu mới làm việc này. The enemy's tower has been destroyed. Lắp ở đây đã. Pháo nó bắn hết đạn chưa? Còn nhiều đạn ghê nhỉ. Dịch ra đây em ơi, không cả bắn vào lẫn nhau, giết ngay mà. Chết mất ngay mấy thằng vì chúng tên của nhau. Rồi xong, chúng nó dẹo hết rồi. Ơ kìa, chạy ra ngoài này. Ai bảo chúng mày đi vào tận trong đấy. Hết đọc rồi, sợ à nó hết rồi, bắn đi. Rồi cái chết sẽ đến một cách từ từ với chúng nó. Xong đội pháo nó rồi, chúng ta không cần phải giãn cách nữa, tiến lên. Cứ bình tĩnh.
Thằng này đứng dịch ra đây. Và hắn bắn vào nhau. Đứng hẳn ra đây đi. Cho khỏi bắn vào nhau. À mình chưa đội hình giãn cách đám quái gì nhỉ. Đỡ tốn diện tích. Cho nó biết cái chết đến từ từ. Cái chết từ từ là một cái chết rất êm ái. Chúng độc và chết, chúng độc rồi chết. Chết dần. Cứ tự dưng lăn là chết. Cái bọn này độc của nó hết hơi yếu, phải lên cung về cuối kỹ kịch độc nó bắn hết độc hết được nhiều. Rồi. Chết dần hết mà. Pháo thì không quan trọng đâu, pháo thì bắn bình thường. Xe bắn tên kìa. Lạ cái xe bắn tên cho anh. Nó lạ cái lùm vào đầu mình à. Còn được mấy thằng nữa đâu mà chết hết. Đối với cung độc này thì tất cả các chỉ số như là giáp, phòng thủ cận chiến hay các chỉ số về giáp hay là kháng tên không có ý nghĩa gì cả. Bởi vì đối với cung độc thì nó đơn giản chỉ cần chúng là mục tiêu sẽ bị chết. Cho dù là giáp của các bạn có cao đến mấy chăng nữa thì mọi chuyện cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Điều đó không đem lại một bất kỳ một ý nghĩa gì cả. Chúng độc và chết thôi, cứ chúng độc và chết. Đội nỏ nó đã dẹo rồi. Cứ bình tĩnh bắn tên độc thôi. Cuộc chiến của những cái chết đến từ trong cơn gió. Ai à? Nó còn có mấy thằng mà nó chết, ném chết được mấy đội cùng. Xe bắn tên à? Cho kỵ binh xông vào được rồi đấy. Rồi bộ binh xông vào. Cũng phải đánh nhau tí chứ chả nhẽ cứ để mấy thằng cung nó kiếm chắc hết à. Nhí.
bàn vỡ hết rồi. Xong rồi. Cho đội này lên chống cái binh này không? Chiến lớn ạ. À, trông mấy con này đẹp trai hết này. Cầm chiến rất to. Chúng độc xem này. Cái chúng độc thì chết dần à. Ít rồi. Cứ tự dưng lan ra chết à. Cứ tự dưng lan ra chết. Đó. Tướng địch đã chết cả rồi. Chúng độc liên tục. Xong. Một thằng La Mã. Ô cái lệ level gì của nó mới giết được 50 thằng của mình cơ. Xe bắn đá, xe bắn tên kìa. Kinh. Chỗ này có cái mỏ, à không phải mỏ gì cả. Mình đã kiểm soát được thêm một thành nữa rồi. Còn một thành nữa. Đây. Cũng chưa phải đất của mình. Sửa đã. Thánh địa Mokos, dị giáo Slavic, cộng thủy lợi. Tăng vệ, tăng ruộng này. À, 41%. Vẫn phải cố gắng tăng cái văn hóa chúng ta lên. Tôn giáo của chúng ta. Hiệp ước giao thương đã bị tan rã. Welcome. We will talk and then we chắc là do lúc nãy bị mất nó còn 3 thành này. Chiếm một phát là xong luôn cả ba thành. Speak if you must. Ready for battle.
quân đoàn này linh giáo này khá mạnh đấy. Giáo binh quý tộc Slavic. Thirsty for battle. Hết tiền chưa update được bọn này lên. Nó phải lên như này nó mới mạnh. Quán quân Paris. Đạn dược tăng thêm 10%, đúng rồi. Hội thợ mộc. Sau đó mình sẽ phải tăng vào đây để có đội cung độc đầy cuối, nhưng mà đầu tiên chúng ta phải có gỗ đã. Thì thật. Để tiêu diệt mấy thằng trên này à? Ây da, nan giải ghê nhỉ. Ready for battle. Xuống đây đã. For the tribe. Chả biết hung đô nó đi đằng nào rồi. Quân hung nô nó đi đâu hết rồi. Ấy giời ơi. Emperor sees no profit in continuing hostility. Let us move towards peace. Không thành chi hầu anh ấy ơi, khó đấy. Mình cứ phải lo an ninh như mấy thằng phía nam này đã. Rồi mới tính phía trên được. Bây giờ cứ đi lo đánh nhau nhiều là cũng chết dở. Thực đùa đâu. Phát hiện ra thêm một phe phái mới à? Junte. Tiến vào cái vùng này bây giờ hơi nguy hiểm. Hay sao? Lý thuyết thằng này nó chiến tranh với mình nhưng mà. Welcome, worthy friend. I trust you bring words that honor both your people. Lý thuyết thì nó đang là khá thân với mình. Chơi với thằng này đã. Welcome, worthy friend. Let us break bread and drink ale before words pass our lips. Đòi là tí tiền đó. 800 nó vẫn chịu. Thằng này. For my people's part,
welcome. For my part, welcome also, and give me your wisdom. Mày chảnh nhờ. Không chịu à? Ấy chà. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.